Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay nhà em đã về hàng ThinkPower 6kW phiên bản mới nhất của năm 2023 nhé. Đây là một số cái thông số của ThinkPower 6 này. Model là S6000TL, trọng lượng là 10kg, phiên bản mới nhất của năm 2023. Và đây là ThinkPower 15kW 3 pha, trọng lượng 50kg, model là TP15KTL. Còn đây là cái meter bám tải của nó này. Meter của nó bám tải thì nó có sẽ có 3 cái CT rất là dài như thế này, của hãng Chin mọi người nhé. Model là DTSU666. Còn cái này là Automat 800V 32A của hãng Chin, của hãng Sunchi. Automat AC 40A 400V của hãng Sunchi.